Xin cảm ơn quý vị đã cùng Quang Vinh đến với phần cuối cùng của tạp chí Đầu tư Giáo dục tuần này. Nhiều bậc phụ huynh thường muốn cho con du học tại Nhật với kỳ vọng về một tương lai tươi sáng khi chứng kiến Nhật Bản là một quốc gia văn minh bậc nhất nhì thế giới. Nắm bắt tâm lý này, nhiều trung tâm tư vấn du học đã vẽ ra những viễn cảnh hết sức lạc quan về du học ở Nhật. Thực tế thì cuộc sống của du học sinh tại Nhật không chỉ có màu hồng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về du học sinh tại Nhật ngay sau đây. Kính thưa quý vị, Nhật Bản thường được biết đến là một quốc gia văn minh thịnh vượng. Vì thế rất nhiều bậc phụ huynh thường mong muốn cho con em mình đi du học tại Nhật. Tuy nhiên, để đi du học tại Nhật Bản thì các bạn sinh viên cũng phải đối mặt với khá nhiều áp lực. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu du học Nhật qua cuộc trao đổi với ông Đặng Thái Sơn, Chủ tịch câu lạc bộ cựu du học sinh Nhật Bản. Dạ, xin chào anh. Chào chị. Rất vui vì anh đã đến tham gia với chương trình. Và trước hết thì anh có thể khái quát một chút về tình hình của du học sinh Việt Nam tại Nhật không ạ? Hiệp hội hỗ trợ các du học sinh của Nhật Bản là JATSO có thống kê rằng năm 2014 có khoảng chừng 6.000 học sinh du học sinh Việt Nam ở tại Nhật, đứng thứ 3 xếp hạng của toàn nước Nhật. Đó là một cái con số rất đáng hoan nghênh đối với cái thống kê của Việt Nam. Hiện nay thì có khá nhiều phụ huynh muốn cho con em mình đi du học tại Nhật Bản vì họ tin tưởng là sau này thì con em mình sẽ có được một cái tương lai rất là tươi sáng. Tuy nhiên thì cũng có những bài viết họ đã cảnh báo rằng cuộc sống tại Nhật thì không hề dễ dàng. Vậy thì theo anh, sinh viên khi cũng quyết định đi du học Nhật thì nên đáp ứng được những cái tiêu chí gì trước khi mà lựa chọn đi du học tại Nhật? Trước khi mình nói về cái tiêu chí đi du học Nhật Bản thì mình cũng có một cái ý nguyện, một cái đề xuất là các phụ huynh hoặc các em muốn đi du học Nhật Bản thì nên tìm hiểu kỹ mình nên du học Bản để làm gì và sau khi học xong mình sẽ được gì. Từ đó mình có thể quyết định đi du học một cách sáng suốt hơn. Thì các tiêu chí của Nhật mình có thể phân ra thành hai nhóm. Một nhóm là về học có học bổng và học theo dạng tư phí. Học bổng thì sẽ tùy theo cái điều kiện của các cơ quan cấp học bổng đó thì các em phải xin học bổng. Ví dụ cụ thể như là thành tích học tập trong năm hoặc thời điểm gần nhất của các em cũng như là các chứng chỉ thi tiếng Anh, toán tùy theo các ngành. Tiếp theo là về tư phí thì trình độ cơ bản nhất mà bên Nhật có thể chấp nhận là năng lực Nhật ngữ N4 hoặc N5. Xin lỗi, anh có thể mà nói cái N4, N5 thì nó tương đương như thế nào đối với so với tiếng Anh chẳng hạn chứ? N4, N5 đó là trình độ năng gọi là chứng chỉ năng lực Nhật ngữ dành cho các bạn học tiếng Nhật như một người nước ngoài. Yeah. Đó là chứng chỉ để các trường Nhật ngữ có thể xét nguyện vọng các bạn đi thi. Mình nói về các phần gọi là chi phí sinh hoạt ở Nhật thì trong một năm đại khái một bạn muốn đi du học phải tốn khoảng chừng gần 20.000 đô cho một năm học. Thì đó là cái điều kiện cơ bản nhất. Nhưng theo mình, trước khi các bạn đi học cũng nên tìm hiểu kỹ là tùy từng trường có những cái chi phí khác nhau và mức sinh hoạt khác nhau thì các bạn có thể tham khảo trên trang web của lãnh sự quán. Dạ, anh cũng nói đến cái chi phí là khoảng 20.000 đô một năm thì đó là cái chi phí riêng cho học phí thôi hay là chi phí cho cả sinh hoạt ăn ở? 20.000 đô đó là bao gồm là chi phí sinh hoạt và học phí, bao gồm cả sách giáo khoa và nghiên cứu. Dạ, dạ. Với trung bình thì sẽ là khoảng 20.000 đô một năm. Dạ, vâng. Dạ. Tiếng Nhật thì là một ngôn ngữ khá khó. Thành ra là không phải là ai mà muốn đi du học Nhật thì cũng có thể đáp ứng được cái tiêu chí về ngôn ngữ. Tuy nhiên thì liệu họ có thể theo học tại Nhật bằng tiếng Anh hay không anh? Theo mình biết thì đi du học Nhật Bản hoàn toàn có thể học được bằng tiếng Anh. Nhưng mà phổ biến nhất vẫn là những chương trình học sau bậc đại học. Là những chương trình mà các học sinh sau khi tốt nghiệp xong đi qua bên Nhật để nghiên cứu. Và các giáo sư sẽ là người hướng dẫn cho các em học bằng chương trình tiếng Anh của mình. Nhật Bản thì nổi tiếng thế giới về các cái ngành về công nghệ điện tử. Thì đây có phải là cái thế mạnh trong giáo dục của Nhật hay không? Và anh có thể kể một số những cái ngành mà được các bạn sinh viên Việt Nam ưa chuộng khi mà theo học tại Nhật? Thì theo mình biết là các công ty điện tử mà lớn mạnh trên thế giới như là Panasonic hay Hitachi thì là đều là của Nhật. Thì lý do tại sao lại có được những công ty lớn như vậy là do một cái hệ thống giáo dục rất tốt từ trường mầm non cho tới đại học của Nhật tạo ra những nhân tài. Ngoài về cái phần về điện tử cơ khí thì sinh viên có thể theo học những cái ngành nào phổ biến tại Nhật?
Đối với những ngành phổ biến của Nhật thì những ngành về xã hội học, về môi trường, về nông nghiệp cũng như các ngành về cơ khí, máy móc là những ngành mà các sinh viên Việt Nam rất muốn tìm hiểu để du học ở bên Nhật. Xã hội Nhật ấy thì nổi tiếng là một cái xã hội mà có áp lực sống rất là cao. Vậy thì khi mà sinh viên đi du học tại Nhật ấy, thì liệu họ sẽ phải chuẩn bị cái tinh thần cho mình như thế nào? Tinh thần cũng như thể lực. Thì mình cũng xin chia sẻ là xã hội Nhật là một xã hội rất khép kín từ cách nghĩ cho tới cách làm. Cho nên để các bạn có thể hòa nhập được với văn hóa cũng như cái cuộc sống bên Nhật thì các bạn cần phải chuẩn bị kỹ về tiếng Nhật là đầu tiên. Thứ hai, về cái khả năng cần cù, siêng năng, chịu khó và bền chí. Đối với những việc du học, nó cần phải chuyên tâm vào học và có thể làm thêm hoặc tự trang trải về kinh phí của mình nếu là các bạn đi học tự túc. Thì cái thời gian của các bạn sẽ phải làm việc và học nó dài hơn so với một cái cuộc sống sinh hoạt bình thường. Cho nên các bạn cần phải chuẩn bị về tâm lý rất là kỹ về sự nỗ lực của mình phải suốt một quá trình đi học bên Nhật. Đó là cái yếu tố đầu tiên mình nghĩ là các bạn phải cần chuẩn bị. Nhưng mà nếu như mà một khi mà đã thành công ở trong cuộc sống tại Nhật thì theo anh các bạn khi mà được đào tạo xong thì các bạn sẽ trở thành một con người như thế nào? Mình cũng xin chia sẻ luôn chữ thành công của người Nhật được định nghĩa tương đối khác so với chữ thành công của các dân tộc khác. Theo mình nghĩ, đối với người Nhật, chữ thành công là sự bền chí đi đến kết quả cuối cùng, cho dù gặp bất kỳ khó khăn nào cũng không bỏ cuộc. Các công ty lớn như là Honda hay là Panasonic thì các giám đốc đều là những người không bao giờ bỏ cuộc trước những cái thử thách, những cái thay đổi đột ngột của công việc. Theo anh ấy, thì nếu như mà một sinh viên mà thực sự quan tâm đến du học Nhật thì các bạn có thể tìm được những cái thông tin, những cái tư vấn ở đâu để có được cái tính xác thực nhất? Trước khi mình đi du học, mình nên tìm hiểu trực tiếp các nguồn thông tin chính thức, bao gồm là các trường mình muốn đi du học. Ví dụ mình có thể tìm hiểu trực tiếp trên trang web của các trường hoặc thông qua các buổi tư vấn du học, những buổi hỗ trợ du học hoặc thuyết trình về du học của các tổ chức nước ngoài đưa về Việt Nam. Và các trang thông báo về các buổi du học đó của lãnh sự quán. Và các bạn cũng nên hỏi bạn bè, người thân đã từng du học ở bên Nhật để có được lượng thông tin đa dạng, đầy đủ và chính xác về du học để tránh mình bị nhầm lẫn về cái hình ảnh du học sẽ màu hồng, sẽ cực kỳ tích cực nhưng bù lại cuộc sống bên Nhật cần cái sự nỗ lực và trải nghiệm về sự vượt khó của các bạn. Vậy thì trong vai trò là chủ tịch câu lạc bộ Hội cựu du học sinh Nhật Bản thì anh có thể chia sẻ là câu lạc bộ của mình có thể giúp đỡ gì cho các sinh viên đang có mong muốn đi du học tại Nhật? Thì hiện nay hội câu lạc bộ cựu du học sinh Nhật Bản đang có khoảng chừng 400 thành viên là những anh chị em đã từng đi du học, là thành phần nòng cốt. Với cái kinh nghiệm phong phú và đa dạng đã đi du học bên Nhật, các anh chị hoàn toàn có thể tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sống của mình hoặc những trải nghiệm của mình ở bên Nhật cho các bạn đang có ý định mong muốn đi du học một cách thực tế nhất và chính xác nhất. Và hiện nay câu lạc bộ JOAD là viết tắt của câu lạc bộ cựu du học sinh Nhật Bản có văn phòng tại số 55 Mạc Đình Chi, tư vấn về du học, có giải đáp thắc mắc cho các em muốn hỏi về du học, có thể tư vấn chọn trường, tư vấn về cách làm giấy tờ cũng như tư vấn về cuộc sống bên đó. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị và rất là bổ ích của anh. Dạ, xin cảm ơn chị. Những thông tin về du học vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Đầu tư Giáo dục tuần này. Để xem lại những chuyên mục trong tạp chí, quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi tại fbnc.vn. Tôi là Quang Vinh và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.